Con tên là gì nhỉ? Dạ. Sinh ngày bao nhiêu? Con sinh ngày âm là 22 tháng 11. Dương, Dương. Dương lịch, nếu mà quy đổi là 2 tháng 1, 1986. Mấy giờ? Sau 10 giờ tối. Rồi, lá số của con là sinh ngày 2 tháng 1 là ngày 22 tháng 11 đúng không? Dạ. 22 tháng 11 năm 1986. Giờ sinh là giờ Kỷ Hợi. Bản mệnh là Hải Trung Kim. Dạ. Cục là Hỏa Lộc Cục. Nên là bản mệnh, mệnh chủ là Cự Môn. Nửa đời đầu ăn nói khôn khéo, siêu phàm lắm. Nửa đời đầu là kiếm tiền bằng miệng. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Yeah. Nửa đời sau ấy thì làm lãnh đạo, tổ chức tốt. Dạ. Yeah. Làm ông chủ đấy. À, bản nên là cục khắc bản mệnh. Cục khắc bản mệnh thì hơi vất vả một chút, lúc nào phải suy nghĩ. Dạ. Yeah. Mệnh của con là sao? Thiên tướng tại mệnh. Ái chà, thiên tướng tại mệnh đẹp quá nhỉ. Có tay tuế nữa, ghê đấy. Mệnh có sao thiên tướng, ý nói rằng đây là một người có tài tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy rất là tốt. Có chí hướng làm những việc lớn, thường tác nghiệp nơi xa nhà. Mệnh thiên tướng thì là người trong sáng và luôn luôn nghĩ cho cái chung của xã hội. Đó. Và rất phù hợp nếu như làm công an. Công an. Hoặc là làm chủ tịch. Chủ tịch huyện, chủ tịch xã, chủ tịch tỉnh như thế nó phù hợp. Sao Thanh Long thủ mệnh nói rằng là đây là một con rồng ẩn trong người. Và đến cái lúc mà gặp nước ấy thì sẽ phát rồng ẩn. Chỉ cần đợi môi trường tốt thôi là phát. Rồi. Sao phong cáo tại mệnh là có lắm bằng khen, giấy khen lắm. Đúng không? Yeah. Sao hoa cái mà tại mệnh thì điệu lắm, nào cũng trau chuốt. Hoa cái nó là sao làm đẹp, điệu điệu yeah. Sao thái tuế ở mệnh thì nói nhanh lắm. Tôi nói nhanh. Đúng không? Yeah. Sao thái tuế nói nhanh, cãi nhanh cực kỳ. Sao phá toái tại mệnh là đôi lúc hơi nghịch dại tí. Thích quậy phá, thích trêu chọc người khác. Đấy là mệnh của con nha. Mệnh đẹp, mệnh đẹp lắm nha. Thế con thì không có tả phù hữu bật tại mệnh, nhưng có tả phù hữu bật kẹp mệnh cũng là một cách tốt. Trong tử vi này, tả hữu kẹp mệnh hai bên này này, giáp mệnh. Một con là hữu bật bên huynh đệ, một cái tả phù nằm cung phụ mẫu, mà giáp mệnh này cũng tốt. Nhưng sau này con cũng là tự lập. Yeah. Tự thân lập thân tốt. Đó. Rồi không có hóa quyền, chiếu mệnh nằm cung phụ mẫu mất nên là khó vào nhà nước lắm ấy nhá. Dạ. Yeah. Cái sao hóa quyền này là cái sao rất cần khi mà làm điều hành những công việc trong nhà nước. Tiếp nữa là con có một cái chòm sao hoa khoa chiếu mệnh nhá. Hóa khoa chiếu mệnh nên là người cũng là thuận lợi trong việc học tập, kiến thức nhiễm ít nhiều. Hóa lộc nằm cung nô bộc mất rồi. Đó, cung tử cung cung thiên di có tử vi phá quân nên sau 36 tuổi làm ông chủ rồi. Bây giờ có làm thì ông chủ bé thôi, nhưng sau 36 tuổi là ông chủ lớn đấy. Nghiên cứu các video của thầy thì biết các hóa khoa là gì, hóa lộc là gì rồi đúng không? Thầy đang nói nghiên cứu. Rồi, nên thầy không nhắc lại nữa nha. Thầy sẽ nói đến các đại tiểu vận của con để cho con thành người tốt hơn thôi. Yeah. Cái xấu, cái xấu của các cung thôi nha. Nhất là con sẽ là người giàu có bởi vì tài bạch có sao thiên phủ này. Dạ. Yeah. Nên là số nằm trung gian đấy.
Thiên Phủ bình địa mà, chứ mà miếu địa thì đại gia luôn. Kiểu gì cũng có ô tô đi nhá, yên tâm đi. Vì cung Điền Trạch của con có Thái Dương vượng địa nằm cung Thìn, tốt. Cung này cũng chính là ô tô đây này. Đó, cung Điền Trạch này cũng chính là nói về ô tô của mình đây này. Đó. Và cái ô tô của mình có đẹp hay không, có ngon hay không, ta nhìn cái thiên mã. Đó, sao thiên mã chỉ đóng ở tứ mộ thôi, thiên mã của con nó đóng ở cung tìm sao thiên mã. Đây, thiên mã này, thiên mã con đóng ngay cung Thân, nên là kiểu gì cũng sẽ có ô tô. Người với xe lúc nào cũng đi song hành với nhau. Thân đóng thiên mã mà. Ngày xưa mà các cụ mà thiên mã đóng cung Thân là gì, lúc nào cũng cưỡi ngựa. Đúng rồi, Long Quan ngày xưa mới cưỡi ngựa đấy, bây giờ là cái ô tô nhá. Thiên mã của con đẹp bởi vì thiên mã đóng với Văn Xương này, Thiên Đi này, Quốc Ấn này, tướng quân này. À, thiên mã này có Lâm Quan đóng đây nữa, nên là chia các dòng xe ra thành thành dòng bình thường nhá, dòng siêu rẻ này, dòng trung bình này, dòng siêu sang và siêu sang. Thì có bốn dòng xe thì con sẽ đi dòng số 3. Nó dòng sang, nhớ chưa? Thiên mã của con thuộc dạng sang. Dòng sang là, dòng sang là có Mercedes này, BMW này. Đó. Siêu sang là Bentley rồi Rolls Royce, với cái đấy thôi nhá. Đừng mua cái nữa. À, cái nữa là cung về cái các cung 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 mà quan trọng nhất của con nữa là cung con tài bạch thì nói cho tốt nhá. Đến Phi Liêm Phạch Bổ nằm ở đây, lúc nào phát là phát lắm đây này. Mà con từ 46 giờ ra thì phát về tiền bạc lắm, không phải làm gì có tiền. Cung quan lộc của con có Phục Binh, Long Trì, Tứ Linh chiếu vào đấy và Vô Chính Diệu, nên con có thể làm được đa ngành đa nghề nhá. Đa ngành được. Và có thể làm được cả sản xuất nữa. Hiện bây giờ làm kinh doanh cái gì? Nhờ kinh doanh về tiền điện tử với bảo hiểm thôi. À, điện tử và bảo hiểm à? Dạ. Thế là đa ngành rồi, không liên quan đến nhau cả, đúng không? Một thứ, một thứ thì kinh doanh linh kiện, một thứ thì liên quan đến bảo hiểm, thì cái kinh doanh bảo hiểm nó mới là đa dạng đấy. Vừa mang tính chất tài chính, lại vừa mang tính chất lại kinh doanh cơ hội. Dạ. Đúng không? Kinh doanh sự rủi ro, phải có trình độ mới làm được đấy. Thế là làm đại lý bảo hiểm à? Dạ. Bảo hiểm của hãng nào? Của Daichi của Nhật đó thầy. À, thì thoảng lại có một cô Daichi Nhật gọi cho thầy bảo ăn ăn cao ăn à? Nhưng mà Daichi đây. Bảo hiểm đấy mạnh về cái gì nhỉ? Mạnh về sản phẩm liên kết chung đầu tư đó thầy. À, thế à? Đấy, đúng rồi, đa dạng đấy. Cung mệnh của con thì không có hóa quyền, nhưng cung Thân có hóa quyền đấy, nên là số làm nửa đời sau là đi làm quản lý, là leader là chuẩn rồi. Làm tốt được làm leader đấy. Bây giờ đang làm nhân viên hay làm sếp rồi? Cũng làm quản lý rồi thầy. À, đúng rồi. Quản lý giờ cũng đang cũng ngao ngán quá. Rồi lát nó thầy xem tại sao ngao ngán, bây giờ thầy xem cái cung đó. Cung phù mẫu của con tốt đấy, Thiên Đồng Thiên Lương là cha mẹ tử tế lắm. Cha mẹ còn sống với nhau không? Dạ còn. Ồ. Cha làm nghề gì? Cha làm nông. Tử tế, Thiên Đồng Thiên Lương đây là tử tế. Trong lá số này chính là được hưởng phúc của cha mẹ đây này. Bởi vì Thiên Đồng Thiên Lương rồi tà phù hóa quyền hóa đấy, mặc dù các cụ không cho tiền nhưng cho cái phúc. Là mình được hưởng phúc tốt của cha mẹ, là mình đấy là một cái nền tảng để mình phát triển bền vững vào tương lai.
con mặc dù ở cung thân đóng cung tù đấy, nhưng mà bởi vì có cái liêm chính tham lang hãm ở đây gặp Tuần thì lại tốt. Ừ, nên là không đi tù đâu mà lo. Ừ, nhưng mà kinh doanh thầy bảo không đi tù nhưng mà không được làm bậy nha. Tại thầy cao anh nói là không đi tù đâu, cứ ra làm kinh doanh buôn bán lừa đảo là chết đấy. Ai có số tù nó hiện lên trên này luôn. Đúng rồi. Khi mà đi thưa kiện ấy, mà xem bản ghi của ông kia, cái ông mà bị thưa kiện ấy không có số tù ấy thì chớ dại mà thưa ông ấy. Cái nữa là xem ông đấy mà tử vi của ông có tứ linh chiếu mệnh nhá, là ân quang thiên quý độ mệnh nữa thì chạy cho nhanh, bởi vì kiện ông đấy kheo chết. Cùng có con Phúc Đức cũng tốt, vũ khúc đắc địa này và thất sát ở đây. Cùng Phúc Đức là âm phần cũng tương đối thôi là tốt đấy nhá. Đó. Và con có hay nhất là nhật nguyệt đóng rất đúng chỗ, thái dương mà đóng thìn này. Đó. Thì cung tốt bao giờ có thái âm, và con là nhật nguyệt đều sáng cả, đấy là số may mắn của con. À, bạn bè nô bộc thì úi giời, bạn này đã tỉnh lắm, con là đã tỉnh lắm đấy nha. Đào Hoa đóng cung nô bộc lại là nằm cung ngọ nữa thì đa tình lắm. Cái số nó vậy thế này à? Lấy vợ chưa? Dạ chưa. Thế thì đa tình lắm, nhiều cô lắm rồi. Những cái sao mà đào hoa tại ngọ ấy, bao giờ cái lựa chọn mình cũng người con trai cũng lựa chọn các cô gái rất là kỹ. Là luôn 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 tìm một người phụ nữ trí tuệ để lấy. Đấy. Con là số đi tìm các cô trí tuệ chứ không phải tìm các cô xinh đẹp mấy đâu. Đương nhiên là vợ con là người đẹp rồi. Nhưng thích đi tìm các cô trí tuệ. Mà sau này sợ vợ lắm đấy. Biết không? Khân cư thê này sau này sợ vợ lắm. Nhiều tội vợ nên là sợ. Tham lang là chúa đào hoa, lại gặp đầu hoa nằm cung nô bộc nữa, lại gặp cái sao điếu khách này nữa thì tán gái siêu phàm. Ừ. Chính vì thế mới nhiều tội sau này mới sợ vợ. Mã số này thì 36 tuổi trở ra con mới hoành tráng được nha. Bởi vì con đang rơi vào cái đại tiểu vận 26 đến 36 tuổi, 35 tuổi ấy, là nó rơi vào cái tròm liêm trinh tham lang hãm này. Gặp thiên không cô thần Đà La chiếu vào nên là tình duyên hơi lận đận này. Đó. Gặp sao tăng môn chiếu vào nên là cũng nhiều đau thương này. Rồi gặp cái trào phục binh trong phục binh nằm cung quan lộc nó chiếu về cung mệnh nên là hay bị răng bẫy, hay bị lừa gạt trong công việc này. Đấy, giờ lại gặp thiên hình từ cung thiên di chiếu về nên là có chút trục trặc, một chút pháp luật liên quan đến pháp luật mà pháp luật không ủng hộ này trong công việc của mình này. Đó thì con đang rơi vào cái đại vận nó như thế, hiểu chưa? Nên là công việc của con chưa thuận lợi, nhưng từ 36 tuổi trở ra ấy, là con vừa có hóa quyền, có văn khúc bát tọa, rồi có thái dương rực sáng chiếu, rồi có hóa lộc chiếu, nên là con từ 36 trở ra mới phát, mới ổn định. Năm 36 tuổi con sẽ gặp một sự kiện làm thay đổi cuộc đời mình, chuyển sang nghề mới. À. Nha. Còn năm nay có tổn thất gì tài chính gì không thầy? Năm nay của con thì là rơi vào cung Dần, là năm nay con có sao thiên không đóng ở đấy, nên con có kiếm được rồi cũng về mo. À. Lại gặp đại hao nằm cung nô bộc chiếu về nữa nên dễ bị phụ nữ lừa tiền. À. Bị chưa? Đi chưa? Đúng rồi à? Đúng rồi. Nên là phải vác thang lên hỏi ông trời. Biết câu đấy không? Đọc tiếp nào.
đấy, năm nay là đại hao đi với đào hoa này, hóa lộc đấy, song hao tối hiểm hóa lộc, mà song hao tối hiểm hóa lộc lại còn hiểm thêm đào hoa nữa, có nghĩa là làm được bao tiền là hóa lộc còn làm bao nhiêu thì song hao tiêu hết, lại gặp đào hoa đóng đấy nữa là các em tiêu hết, bị phụ nữ lừa hết. Và những cái ông mà đào hoa đi với đại hao ấy là những ông mà tốn tiền cho phụ nữ, con có số như thế, đào hoa cho lắm vào. Mà cung đô bộc đang gặp triệt này là trước 36 tuổi là toàn nó lừa mình thôi, nó chưa tốt mình đâu, sau 36 tuổi nó mới tốt. Đấy là triệt cung đô bộc. Nghiên cứu tử vi lâu chưa? Cũng cũng duyên mới đây thôi này. Mới à? À, thế thì thầy bật mí cho một phát nhá, là sang năm rất tốt. Dạ. Sang năm tốt lắm. Dạ. Ừ. Sang năm được nhiều người giúp đỡ và thành công. Dạ. Nên là năm nay cứ thôi nghiến răng nghiến lợi chịu vậy. Ở tỉnh nào? Ở miền Tây, ở Bà Trì, Bến Tre. Ở Bến Tre à? Dạ. Có ra Hà Nội chơi không? Chưa có gì. Thế à? Dạ. Thế à, nghiên cứu tử vi của thầy được lâu chưa? Cũng có duyên với ông anh, ông cũng có duyên thì tìm hiểu mới đây thầy, khoảng tầm tháng này thôi. Thấy vỡ ra chưa? Dạ. Thấy hay không? Dạ. Thấy tử vi có hay không? Sao không đi học bài bản? Dạ. Sao không đi học bài bản hơn? Thì ban đầu cũng chủ yếu là đi làm kiếm cơm thứ cái thầy. Thì công việc mà nó gặp nhiều vấn đề quá thì mình có chuyên qua bắt bén duyên qua. À. Thế có muốn học bài bản không? Chắc cũng có thầy. Để thầy dạy. Dạ. Thế có học không để thầy dạy? Thầy mở trực tuyến hay là mở trên ra Hà Nội đây? Thầy sẽ mở truyền trực tuyến. À, được. Sẽ thu nạp những người có duyên. Tại sao thầy gà gẫm con học biết không? Dạ. Bởi vì con có ân quang thiên quý nằm cung thiên di kìa. À. Đấy là con Phật. Dạ. Đây này. Lại có hoa khoa nữa. Chiếu mệnh nữa nên học nhanh. Dạ. Đúng rồi. Mà lại cái tròn thái dương, thái âm này, nhật nguyệt này cùng chiếu ở đây nữa nhanh. Thứ ba nữa là cùng chòm sao với thầy. À. Cùng chòm sao với thầy nên là hiểu dễ hơn, hiểu nhau dễ. Dạ. Thầy có duyên với thầy ạ. Có duyên. À, thầy đang soạn lại giáo trình một cách hợp lý nhất để dạy tất cả mọi người mà chưa biết tử vi cũng biết xem tử vi. Còn người biết xem rồi thì biết xem cao cấp hơn. Khi nào khai giảng này? Trong vòng một tháng tới, trong vòng tháng tới là sẽ khai giảng. Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Thật ra ngày hôm nay thầy không có ý định xem cho ai đâu, vì thầy đang ngồi để làm cái giáo trình để mà đưa ra các bài giảng ấy. Dạ. Nhưng mà vì con nhắn tin đúng lúc thầy vừa tiếp khách xong họ đứng dậy nên thầy xem luôn để thầy đi ăn cơm. Nhưng mà 20 tháng 11 vẫn làm như thế này thì vẫn đi làm việc có nghĩa là gì nhỉ? Tham việc quá. Nhưng là hôm nay thầy xem chậm rãi thì thầy không được nhiều. Mà hôm là bên video là nói rất nhanh, nó rất nhiều đúng không? Nhưng hôm nay chậm rãi thôi. Mà thư thả ra đâu. Thư thả ra. Các video thầy hướng dẫn có dễ hiểu không? Dạ. Các video thầy hướng dẫn có dễ hiểu không? Dạ, lần đầu thì có, nhưng từ từ để chưa biết được cái những cái chụp đau thế nào á, nhưng thì cũng hiểu rồi.
thầy sẽ ngồi thiết lập lại các ngôi sao như thế nào, xong rồi nói tính chất các sao hơn cho mọi người. Dạ. À, có rất nhiều bạn thì nói với thầy rằng là nếu như mà đọc sách thì lâu thuộc lắm, nhưng mà cứ nghe giọng thầy nói trong video này thuộc ngay. Biết năm nào lấy vợ chưa? Dạ. Biết năm nào lấy vợ chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Sắp rồi đây này. Sang năm có sao Thanh Long là dễ lên đường rồi. Sang năm. Muộn nhất là con sẽ lấy vợ năm 2018. Đấy là muộn nhất. Còn không thì sang năm sẽ lấy. Chắc muộn nhất rồi đó. Chưa biết được, duyên đến thì không cưỡng được rồi nha. Vì sang năm có rất nhiều sao tốt, sao Thiên Tướng và sao Thanh Long là cái sao báo hỷ cũng tốt mà. Dạ. Đấy, còn muộn nhất nữa là 34 tuổi con lấy vợ rồi. Lấy vợ sớm thì sợ vợ sớm, thân cứ vợ mà. Biết đâu sau những cái video này sau này đi làm thầy xem tử vi như thầy sao? Đó. Nếu mà căng chắc cũng làm đó thầy. Làm được mà. Thầy mong nhiều người xem được tử vi. Để xem cho nhiều người, có nhiều người đã được xem đâu, để biết vận mệnh của mình. Khi biết vận mệnh thì mới biết mệnh mình có tốt thì mình mới tốt. Yeah. Gia đình mình mới tốt, ai cũng thế thì cả xã hội này tốt lên. Yeah. Video này không có nên post lên mạng không nhỉ? Yeah, post được thầy không sao thầy. Yeah. Yeah. Không sợ các em đến đòi nợ gì? Thầy có nhiều kinh nghiệm để học tử vi lắm. Dạ. Thầy chia sẻ trong các bài sắp tới. Dạ. Nếu mà có kinh nghiệm thì nhanh. Ví dụ như cách tính tiểu vận của thầy á, là không có sách nào viết cả. Sách nào viết là âm dương thuận lý thì phải đếm ngược đếm xuôi, đọc hoa cả mắt, chóng cả mặt. Đúng không? Dạ. Nhưng mà thầy hướng dẫn cho mọi người là cứ lùi một bước thôi, tiến là xong. Là kiểu gì cũng xem được. Thì đấy là một cách mà thầy học được. Và thầy thật ra không phải học mà thầy tự rút ra ấy, chia sẻ với mọi người. Thế thì ai cũng mắc cái bài đấy, ai cũng đang xem tử vi cũng mắc cách tính tiểu vận, tính năm như thế nào, năm nay của mình rơi cung nào là bó tay, 5 năm nữa, 4 năm nữa rơi cung nào, năm nào thì mình thăng chức, năm nào thì mình được ra trường, năm nào thì mình đi học tiếp, tất cả những thứ đấy, năm nào mình sinh con, là nếu như không biết tính tiểu vận thì chịu, không thể tính được. Đấy, thì thầy chia sẻ cho mọi người cách tính rồi. Dựa vào cách tính thầy chia sẻ một cách đơn giản như thế thì mọi người tính được hết. Thỉnh thoảng mọi người đến Hà Nội này offline với thầy, đến chỗ thầy này cho mang lá số tử vi ra xem vù vù luôn. Người nào bây giờ ai đến gặp thầy cũng biết xem tử vi rồi. Như thế là mình vui lắm, bởi vì họ hiểu biết rồi, mình giảng cho họ, họ tiếp thu được ấy thì mới vui. Chứ nói với những người mà chưa biết tử vi ấy, thì mình phải nói từ đầu. Thì không nói chuyên sâu được. Bởi nói chuyên sâu họ đâu có hiểu đâu. Ví dụ như con này hôm nay thầy không phải giảng hóa quyền là gì đúng không? Có là con trưởng không? Để con Úc, anh để chị, để con. À, đấy. Ví dụ sao Thiên Khôi là cái sao đóng trưởng, cái nó đóng cung huynh đệ, cái là mình mất trưởng ngay. À. Đấy, sao Thiên Khôi của con nằm cung huynh đệ này. Đấy, Hóa Quyền cũng nằm kẹp mệnh này, nên là mình không phải là con trưởng. Hóa Quyền và Thiên Khôi là những cái sao mà nói lên mình làm trưởng. Yeah. Thôi, thầy sẽ post video này lên sau nhá. Thầy dạ điên cơm đây à.
Cho con 5 phút đi, coi bạn gái con thử thế nào. Còn bạn gái nữa à? Ok. Sinh ngày bao nhiêu? Ngày 2 tháng 9 1993. Nữ ngày dương nhá. Ngày dương á. Mấy giờ? Sau 11 giờ trưa. Sau 11 giờ trưa à? Dạ. Cho hẳn 12 giờ cho đúng giờ ngọ. Cô này á là mệnh vô chính diệu này, có sao thanh long thủ mệnh, hai vợ chồng đều hai người đều là rồng cả đấy. Tốt. Âm dương nghịch lý, cô này hơi bảo thủ chút về thân cư mệnh. Nhưng mà chỉ số IQ cao, tốt đấy. Đấy, chọn cô có học này tốt này. Cô này hóa khoa chiếu mệnh lại còn thái dương là sao rực sáng nằm tại ngọ cung quan lộc, nên sau này công việc cô này thuận lợi lắm. Nô bộc có thiên phủ cũng tốt, nên là chơi với nhiều người giàu có. Cung thiên di cũng sáng lắm, thiên cơ thấy âm vượng địa và có thiên quý này, phong cáo hoa khoa chiếu mệnh tốt nhá. Cung tài bạch có sao cự môn hãm, học khó quyền thì cô này cung tài bạch hơi kém tí thôi, nhưng gặp tuần nó lại ngon, tuần lại tốt nhá. Cô này tốt. Mỗi tội là cô này đất nhà cô đang rất vấn đề bất ổn về phong thủy. Đấy, địa không địa kiếp, bạch hổ phá toái, vũ phá hãm nằm cung điền trạch cái này. Và nhớ là cô này sẽ bị tai nạn rất nặng năm 32 tuổi nhá. Và cụ thể là sẽ ảnh hưởng tới 1, 2, 3 cô nó sẽ bị bệnh thần kinh ấy. Nhưng từ năm 32 tuổi tự nhiên cô ấy như biểu ma nhập ấy một thời gian nhá. Nó tác động vào hệ thống thần kinh của cô ấy. Lúc đấy nhớ alo cho thầy giải cho. Thôi cô này ok. Nhá. Vì máy của thầy nó sắp full rồi, thầy cũng nói tiếp 3 phút nữa là không quay nữa. Ok, thầy phải nói nhanh. Tóm lại cô này rất ổn nhá. Chỉ có mỗi cái tận đất nhà cô ấy xấu thôi. Thứ hai nữa là triệt cung chồng đấy này. Phụ nữ mà triệt cung chồng là gì biết không? Là dễ hai lần chồng. Đó. Thế này, triệt thiên lương này này. Nên là khi mà lấy nhau là phải hóa giải cho cô, phải cưới hai lần nhá. Thì sẽ một lần chồng. Thứ hai là cô cũng vớ được con là người đào hoa, nên là sau triệt này nó bớt nó xấu. Dạ, rất là cảm ơn thầy. Rồi. Xin chào nhá. Chào thầy.